với rất là nhiều trường hợp, kể cả khi chủ nhà chưa xây hoặc chưa về ở những ngôi nhà mới như thế này thì đã có xu hướng như vậy từ trước. Rất khó giải thích để mọi người hiểu được vấn đề này, trừ khi các bác hiểu được các cái quy luật vận hành của tự nhiên và vũ trụ. Có vài quy luật của vũ trụ mà tôi gặp rất nhiều trong phong thủy và đã được khoa học hiện đại chứng minh, hoặc như là nhiều quy luật mà chúng ta thấy hiện hữu ở trong cuộc sống. Những quy luật mà tôi gặp nhiều nhất trong phong thủy như là luật ảnh hưởng năng lượng. Ở trong phong thủy thì gọi quy luật này là khí, hay như là luật cân bằng, thì các thầy phong thủy cao minh luôn luôn hướng ngôi nhà đến sự cân bằng âm dương và cân bằng về ngũ hành. Thứ ba là luật âm dương, thì mọi vấn đề đều có hai mặt, vượng chính là suy, xấu chính là tốt. Người hiểu phong thủy là người dụng mặt tốt của sự vật hoặc hiện tượng. Còn luật hấp dẫn và luật phản chiếu thì có thể hiểu chính là câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà phương Đông học hay dùng.